quả ngục đi rồi hả? Hành trình vượt ngục bắt đầu được rồi nè. Ủa, cậu ấy đâu rồi? Đứng lại ngay. Bắt được rồi nha. U, mất dấu rồi. Tự do rồi nè. Ủa, cái gì đây? Cần tuyển bảo mẫu hả? Ha, đúng thứ mình cần mà. Thật ra thì hồ sơ của cậu cũng không ấn tượng lắm đâu. Cậu cũng không có nhiều kinh nghiệm nữa. Súng nước nè. Dạ, được đó. Tấn công nè. Ok, khả năng chịu đựng hơi bị tốt đó nha. Đứng yên, không là bị bắn nè. Tuyệt đó. Dạ được cậu không dễ lắm nhỉ. Cú đấm bất ngờ tới đây. Ủa là búa hả? Dễ thương đó chứ. Chà, phản ứng nhanh đó, quá tuyệt. Đây, công việc này là của cậu nè, chúc may mắn. Chào chú ạ, à, chú ăn táo không? Trời ơi, cảm ơn cháu. Ồ, bức hình đẹp quá, cảm ơn chú nha. Ôi trời, mấy đứa nhóc dễ thương quá ha. Mảnh ghép cuối cùng rồi. Xong rồi nè. Xin chào, mình cũng thích trà nữa đó. Tạm biệt nha, gia đình hòa thuận quá. Mình sẽ để cậu ở đây nha. Bảo mẫu tới rồi kìa. Trà nóng hả? Ủa, ai làm đây trời ơi? Đến lúc xếp mảnh ghép lại với nhau rồi. Cậu, đi thôi. Trời ơi, tác phẩm nghệ thuật của mình bị phá hỏng rồi nè. Ủa, chú đang nói cái mảnh ghép này á hả? Ừ, chuyện gì thế này? Làm tốt lắm em à. Chú thích hình xăm này của cháu không ạ? À? Ồ, dễ thương quá. Ôi trời, chú sẽ mét mẹ cháu cho xem. Chị phải thấy cái này nè. Nhìn con gái của chị đi. Chào mẹ ạ. À. Ừ, chào con ổn chứ hả? Dạ mẹ. Ủa, có gì đâu. Sao em lại gọi điện phiền chị vậy? Chào nha. À, cả nhà đang nhớ chị thôi, tạm biệt. Xin chào các bạn. Trong video sắp tới, các bạn muốn xem trò đùa nào với bảo mẫu nè? Lông vũ và keo dán. Tử tạ. Hay là bàn tay giả này. Hay là lọ tương ớt nhỉ? Các bạn thích cái nào nhất nè? Bàn tay với sốt cà chua, keo dán và lông vũ, hay là cử tạ đây? Hãy bình luận bên dưới nha. Trò thứ nhất, hoặc thứ hai, hoặc thứ ba. Cháu bị ốm rồi. Cháu thấy không khỏe lắm mà. Cháu bị cảm lạnh hả? Chú quay lại liền. Đến lượt em đó Mary. Em sẵn sàng rồi nè. Chú thấy hộp cứu thương đây. Ồ không, cháu đã đi rồi ư? Chú sẽ không để cháu đi đâu. Bình tĩnh nào chú. Chỉ là bữa tiệc hóa trang thôi mà. Cháu sẽ về nhà sớm ạ. Ủa sao con bé làm được vậy ta? Chú ơi, ngồi xuống đây đi ạ. À, bữa trưa đã sẵn sàng rồi đây. Ủa, cái này cho chú á hả? Được thôi. Đập tay nào chị ơi. Chúng mình thành công rồi. Chào cháu. Dạ chào chú. Xin chào. Đi thôi. Ồ, mình điên mất. Ai đó cứu mình với. Khát nước quá đi. Cái gì đây? Đây đều là những bảo mẫu trước đây hả?
họ đều không trụ lại được quá một ngày ư? Ai đó cứu mình với. Ồ, mình vừa mơ ư? Là thật đó ạ. À, chúng cháu là hai người mà. Ủa, hai chị em sinh đôi, giờ thì hiểu rồi nè. Em sẵn sàng chưa nào? Chị nhắm bắn nha. Ồ không, đừng mà. À đúng rồi. Hiu. Tụi mình nên bịt mắt em lại mới được. Ồ không, dừng lại ngay. Trò này nguy hiểm lắm. Mình có thể làm mà không có cung mà. Ồ không, không có đồ chơi nào sắc nhọn ở đây cả. Chú sẽ cất mấy cái này đi. Tụi mình vừa dọa chú ấy chết khiếp đó. Hãy viết một tin nhắn xem nào. Hiệu trưởng muốn gặp chú ở trường học. Và đường đi là... gửi nha. Hả? Hiệu trưởng gửi tin nhắn cho mình sao? Hai đứa nhóc này lại gặp chuyện gì nữa rồi? Các cháu, hiệu trưởng muốn gặp chú nè. Các cháu sắp nhận hậu quả rồi đây. Cha, nhưng nếu chú không đi thì... Ha, đừng tưởng nha, chú đi chứ. Thành công rồi. Bản đồ chỉ là mình nên đi đến đây mà. Đi thẳng. Ồ không, mình bị lạc mất rồi. Hai đứa nhóc lại trêu đùa mình rồi. Ủa ai vậy ta? Ơ, bưu kiện nè. Ủa ai vậy ta? Là chú đây. Ngạc nhiên chưa nào? Chạy thôi. Chiếc ô tô này à? Chú sửa giùm cháu với. Được thôi. Hy vọng là chú ấy sửa được ha. Dạ, mình phải làm cái này thôi. Tuyệt lắm. Giờ thì hai đứa không đến nhờ mình nữa rồi. Bé búp bê lại hư rồi. Chú Martin ơi, chú ấy không mở cửa. Chú à, cái gì đây? Thôi vào đi. Chú sửa giúp tụi cháu bé búp bê với. Chú không sửa gì đâu nha. Vì hai đứa làm cuộc đời chú khổ sở lắm rồi. Chú sẽ không giúp đâu. Hình như chú ấy giận rồi đó. Chú Martin ơi, chúng cháu nướng bánh cho chú nè. Cho chú hả? Được thôi. Chúng cháu nghĩ ra trò đùa này nè. Chú cũng có phần đó. Được thôi, chú sẽ tham gia. Cho kẹo hay bị ghẹo nè. Bộ đồ đẹp đó nha. Cậu dọa tớ hết hồn à. Đây là đồ của ma cà rồng đúng không? Sao không giống thế nào vậy? Cảm ơn kẹo của cậu nha. Kẹo sô-cô-la đồng tiền nè. Các cháu ơi, thành công rồi nè. Có kẹo mút cho cháu nè. Cháu nữa đây. Ai cũng có phần hết. Bắt được cậu rồi nha. Xin mời đi với mình nhanh. Chờ đã, chuyện gì vậy ạ? À? Cậu ấy là tội phạm truy nã đó. Ủa chú Martin, chờ đã. Cuối cùng cũng bắt được cậu rồi. Hãy vào phòng giam lại nào. Để mình giúp. Cảm ơn cậu nha. Ô, buồn quá đi. Các cháu à, khoan đi đã. Được rồi, cậu được tự do rồi đó, cậu đi đi. Ủa là sao? Cậu ấy chỉ bị phạt tù 30 phút mà thôi. Hả? Đừng có hỏi chú nữa mà. Các cháu biết không? Đây, nhìn nè. Chú Martin đã vi phạm quyền của loài ong. Chú ấy lấy tổ ong rồi đột nhiên làm rơi nó. Thế là chú ấy để đàn ong bay ra hết luôn nè. Đúng rồi đó, chuyện là như vậy á.
bạn thích câu chuyện hai chị em sinh đôi và trò đùa không nào? Vậy hãy bình luận xem các bạn thích trò đùa nào nha. Và các bạn đừng quên nhấn like video này, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới hài hước nào từ Trum Trum nha.